Dạ em Phúc Thích Nói Yêu Thương xin gửi lời chúc thăng thương đến quý vị khán giả xem video trong ngoài nước. Lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em chào chị. Chào em. Dạ em giới thiệu với chị, em tên Phúc và em đại diện anh em làm chương trình Thích Nói Yêu Thương. Cảm ơn chị hôm nay đến với chương trình để bày tỏ bản thân của mình tìm một nửa yêu thương. À, em mời chị giới thiệu giùm em, chị tên gì, từ đâu đến, năm nay chị được mấy mươi, để gửi đến quý vị khán giả thân mến giúp em à. Em mời chị. Chị chào em. Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh, huyện Cần Giờ. Hôm nay chị đến đây tham gia cái chương trình của em, chị cũng chúc cho chương trình của em được phát triển nhiều hơn và giúp đỡ những mảnh ghép cô đơn như chị. Chị cũng chúc cho tụi em một năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chị cũng xin chào tất cả cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Một lời chào thân thương nhất và chúc các anh chị cô chị chú bác được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chị tên Nguyễn Thị Mỹ Nhung, năm nay chị sinh năm 1968. Chị cũng đã ly hôn rồi. Dạ, à, chị Nhung sinh năm 1968 là năm nay mình 56 tuổi hả chị Nhung ha? Dạ, à, chị Nhung đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em mời chị Nhung giới thiệu thêm giùm em về tình trạng hôn nhân gia đình của mình ạ. À. Em mời chị. Chị ly hôn hôm nay được là 20 năm rồi, năm 2002. Dạ, à, hiện tại giờ là sau khi mà anh chị ly hôn đến thời điểm này là chị Nhung được mấy thành viên gia đình con của chị đó? Chị được một người con trai, cháu mới cưới vợ được 3 À, chỉ có một người trai hả? tháng. Con chị năm nay được mấy mươi chị ạ? Con chị năm nay được 35 tuổi. Dạ, cũng mới lập gia đình được 3 tháng hả chị Nhung ha? À, hiện tại giờ là chị Nhung đang ở thành phố Hồ Chí Minh, là ở cùng với con chị hả? Chị ở với mình. Chị đang ở nhà ngoại, À, còn ở con ngoài. trai lấy vợ rồi thì con trai đang ở Sài Gòn. Chị về nhà ngoại ở từ hôm ly hôn tới giờ. Dạ. À, với nguyện vọng của chị Nhung là năm nay mình 56 tuổi, mình tìm một nửa yêu thương. À, để mình tìm một người bạn đời của mình đấy chị Nhung, cái độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với tiêu chí của chị ạ? Chị muốn tìm là độ từ 70 tuổi trở xuống bằng tuổi chị. À, để mình tìm một nửa yêu thương đó chị Nhung, à, người bạn mình sắp đến đây, à, khoảng bao nhiêu tuổi để phù hợp với tiêu chí của mình chị? Thì từ năm 70 trở xuống bằng tuổi chị đi. À, từ 70 trở xuống bằng tuổi chị. Dạ. Hiện nay mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh, để mình tìm một người bạn của mình từ 70 trở xuống đến bằng tuổi chị thì tỉnh thành nào cũng được, hay là chỉ cần là anh chị đó ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương, chị có thể mô tả giúp giùm em. Cũng có thể là người từ miền Tây trở về đây Sài Gòn mình. Dạ, từ miền Tây trở về Sài Gòn. Công việc làm của quý anh, chị thích là quý anh người bạn đời mình làm công việc gì để phù hợp với mình? Mình chỉ cần một anh là có một công việc ổn định và có một ngôi nhỏ, nhà nho nhỏ đàng hoàng như vậy Dạ đối với chị cũng đủ rồi. dạ à, với chị Nhung là cần một người bạn đời của mình là khu vực miền Tây trở về thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương gì cũng được hả chị ha, à, cần có công việc làm ổn định, à, có một cái ngôi nhà để là ông bà ta nói là, à, mình lập gia đình an cư lập nghiệp để nhà anh chị có chỗ che nắng che mưa đỡ vất vả đi thuê hàng tháng đây hả chị nha. Dạ, à, chị Nhung có thể chia sẻ cho em hiện nay mình đang làm công việc gì chị? Coi như từ hồi ly hôn tới giờ là chị là một người thợ may cho công nghiệp, Dạ. nhưng mà từ hôm dịch tới giờ thì công việc nó cũng ít hơn. Dạ. Ở nhà thì mình cũng chia sẻ thêm là nhà có dựa hải sản khô của mấy anh chị em á, thì hãy ai đặt hàng thì mình cũng bỏ mối thêm để kiếm thu nhập thêm. Mặt hàng gì chị? Mặt hàng hải sản khô á, À, mặt hàng hải sản khô hơn, như là mình bán hải sản khô là thì khô gì chị? đủ thứ mặt hàng hết, coi như ở nhà anh chị em có, cho nên là khách người ta có nhu cầu đặt hàng á thì chị sẽ Dạ. lấy cái phần đó chị đi bỏ mối. Dạ. Rồi mình có nhận đồ về nhà may gia công gì không chị Nhung? Hồi trước đó thì chị mười mấy năm trước thì chị có nhận về nhà may thêm, nhưng bây giờ lớn tuổi rồi thì công việc đó mình cũng giảm bớt rồi. Dạ. Dạ. Nói chung hiện tại giờ là con của chị cũng lập gia đình rồi. Rồi mình mua bán, mình bán hàng online trên mạng đó, cũng nói chung là ai đặt hàng là mình giao đó. Thì chắc thu nhập cũng được gọi là tạm ổn định hả chị ạ? À? Có mình đâu xài Đúng nhiêu. rồi, nói chung là cuộc sống thì tự mình xài Dạ, đủ à, em đặt một câu giả thiết như giờ, ví dụ là ở thành phố Hồ Chí Minh có anh nào mà có công việc trên này mà tìm hiểu chị, còn nếu như là không có thì có anh nào ở miền Tây đó mình.
mà anh cũng có một ngôi nhà ở miền Tây, nhưng mà ảnh về làm nông thì chị đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, chị có quen cái môi trường mình làm nông ở miền Tây được không? Nói chung là làm rẫy làm nương thì mình không biết làm, ví dụ như buôn bán nhỏ nhỏ thì chỉ biết làm được. Dạ. À, trước đây mình có mua bán qua mặt hàng gì chưa chị Nhung? Ngày xưa chị đi lấy chồng thì ở nhà làm nghề biển, nghề lưới á, Dạ. thì chị cũng tự gánh cá ở nhà, mình ghe đánh vô mình cũng tự đi bán à, mình cũng biết À, buôn bán. mua bán hả chị ha? Dạ. Nói chung là làm rẫy làm nông thì đôi khi là chị ở trên này cũng không có quen ha, cái môi trường về làm rẫy. Nhưng mà dù là có anh nào mà ở miền Tây mà tìm hiểu hòa hợp chị mà để có công việc mà tạo điều kiện mua bán đó, vợ chồng mua bán, thì chị cũng có cái cho quý anh tìm hiểu mình không ạ? À? Được hả chị ạ? À? Dạ. À, thông qua chương trình ngày hôm nay, sau khi chị Nhung bày tỏ bản thân của mình để gửi đến quý vị khán giả thân mến, bên cạnh đó là quý anh xem qua chương trình để hiểu được cái tâm tư, nguyện vọng của chị Nhung, quý anh liên lạc qua chương trình. À, trước khi em kết thúc video, chị Nhung có đôi lời gì nhắn gửi đến quý anh, để quý anh cảm thấy tự tin và liên lạc về chương trình tìm hiểu chị. Em mời chị nhắn gửi đôi lời đến quý anh. Nói chung là hôm nay là mình cũng đến sang chương trình để tìm một nửa yêu thương, thì mình cũng thấy mình có tuổi rồi, 20 năm mình đã hy sinh cho con rồi, thì bây giờ đến lúc có tuổi rồi thì con trai cũng lấy vợ rồi, thì mình đây mình chia sẻ là giờ mình cũng muốn tìm hiểu một người tri kỷ để đi hết với mình một quãng đời còn lại sau này. Mình cũng mong rằng mấy anh đến với mình thì có một anh nào đó thì đến với mình thì hãy thật lòng. Mình chỉ mong là được như vậy thôi, hai chữ thật lòng cho mình, chứ còn còn cái chuyện mà thí dụ như để sau này họ hay không quá thì mình tìm hiểu ở ngoài. Bây giờ lên đây thì mình cũng chia sẻ vậy thôi, mong các anh nào đó nhìn thấy cái clip này của mình, nếu nó kết bạn với mình thì nhờ em Nghĩa em Phúc cho hai bên gặp nhau làm một nhịp cầu nối để cho mình với người đó tìm hiểu. Dạ, em cảm ơn chị Nhung vừa chia sẻ bày tỏ về bản thân của mình, và em cũng một lần nữa em cũng xin thưa với chị Nhung, anh em của em chỉ là làm nhịp cầu nối thôi, còn để mà sau khi đăng tải thông tin theo nguyện vọng của chị đó, nếu đủ duyên của anh nào tìm hiểu thì tụi em cung cấp thông tin. Và ngay cái buổi tìm hiểu đầu tiên, anh chị chịu trách nhiệm giùm chương trình bên em là tìm hiểu họ hàng hai bên, tìm hiểu hôn nhân gia đình và tất cả các khoản về sau. Anh chị chịu khó tìm hiểu để mang cho nhau niềm vui và hạnh phúc. Trong quá trình tìm hiểu, anh chị có trao tặng quà hay cho mượn tài chính, đó là cái nguyện vọng riêng tư của hai anh chị. Bên chương trình bên em không chịu trách nhiệm tất cả các khoản về sau, bên em chỉ là ghi hình đăng tải thông tin theo nguyện vọng của bên mình thôi à. Chị có đồng ý không ạ? Có đồng ý. Dạ. À, ngày hôm nay chị Nhung có đồng ý cho em Phúc sử dụng hình ảnh video lời nói của chị đăng trên cộng đồng mạng không ạ? À? Có. Đồng ý không chị ạ? À? Đồng ý. Dạ. Rồi, một lần nữa em Phúc cảm ơn chị Nhung hôm nay đến với chương trình bày tỏ bản thân, và em xin kính chúc chị Nhung một ngày sớm nhất mình tìm được một ước mơ, để cùng nắm tay đi hết quãng ngày còn lại. Dạ, chị có chia sẻ gì thêm, em xin tạm khép lại chương trình. Chị cũng cảm ơn em Phúc Nghĩa đã tư vấn cho chị lên chương trình. Chị cũng cầu chúc cho các em ngày càng phát triển nhiều hơn, gặp nhiều may mắn trong công việc. Mình cũng xin chúc với tất cả cô dì chú bác cộng đồng mạng một lần nữa được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Dạ, thời lượng video đây em Phúc xin tạm khép lại chương trình, và cũng xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Xin chúc quý cô chú anh chị đón một mùa xuân năm mới an khang và thịnh vượng, luôn vui tươi và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Và trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu loát, cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment đóng góp ý kiến anh em sẽ cố gắng ra những cái video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị. Trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em, quý cô chú anh chị đến với chương trình kết nối yêu thương vui lòng liên lạc số điện thoại trên màn hình, hoặc đến văn phòng kết nối yêu thương quốc lộ 1A chợ đầu mối Thủ Đức và văn phòng kết nối yêu thương tại bến xe miền Tây, anh em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí trong suốt cái thời gian chia sẻ thông tin gửi đến quý vị khán giả thân thương. Quý cô chú anh chị tìm người thân thắc lạc hay là tìm việc làm kết nối yêu thương, cô chú anh chị cứ mạnh dạn liên lạc về trên bên chương trình.
bên em sẽ nhận thông tin quý cô chú anh chị chia sẻ bày tỏ bản thân từ 18 tuổi cho đến là 99 tuổi. Cô chú anh chị đừng có ngại, mình cảm thấy còn đầy đủ sức khỏe khi đến với chương trình để mình tìm cho mình một nửa yêu thương. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo. Chị chia sẻ gì thêm không? Thì bên đây cũng xin chia sẻ với tất cả cộng đồng, mình có cái gì sơ sức ở trong cái clip này thì xin cô chị anh chị chú bác bỏ qua cho mình thành thật xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị và em xin chào. Em chúc chị một ngày sớm nhất mình tìm được một ước mơ, nắm tay nhau đi hết quãng ngày còn lại nha anh chị nhé. Dạ, em xin chào. Xin chào cộng đồng mạng, chào em Phúc Nghĩa.